Hồng Hảo mến chào các cô chú, anh chị. Hôm nay Hồng Hảo lên đây để có thể giúp các anh chị nào mà gần đến tuổi 65 muốn ghi danh vào những chương trình Medicare, và những cô chú nào mà có Medicare và Medi-Cal mà muốn tìm hiểu thêm những quyền lợi của mình, Hồng Hảo sẽ giúp giải thích và giúp các cô chú ghi danh vào những chương trình Medicare có rất nhiều quyền lợi. Số phone của Hồng Hảo là 714-235-0382, California license là OD33051. Hồng Hảo xin kính chào.